Tiền kia thì ăn tiếp. Đi đâu nữa? Đi hút cái. Ba không cho đi đâu nữa? Thôi một cái thôi. Không đi rồi, không ăn. Mình nhớ mặt rồi đó. No. Mình sẽ test một quả pháo gọi là chính tay mình tự chế nhá. Nói chung là quả này người ta gọi là pháo cối ngày xưa đấy. Ngày trước mình học giỏi hóa lắm, thế nên là những cái loại pháo trước mình chế được hết. Bom mìn mình còn chế được. Riêng quả này á, nếu mà để mà sức công phá của nó thì chắc là mình nghĩ là siêu kinh điển đấy. Bây giờ mình sẽ test là
cho nói chung là sẽ test với cá luôn đấy, châm phát quẳng xuống dưới kia, mình sẽ chơi quả mạo hiểm luôn để đến đây luôn đấy, quẳng xuống kia xem mà có con cá nào gọi là trương lên không nhá. Con chó kia. Cái gì nổ á? Thích nổ không? Pháo nổ lên được. Mày. A few minutes later. Chung là hôm nay mình sẽ phải chôn thằng máu đệ một quả nhớ đời nữa. Tất quả nó là trứng gà này của nó sẽ chết với mình này. Đố mọi người biết đây là cái gì. Hôm nay là nói chung là mình sẽ chôn lại nó. Mọi người biết gọi là chôn kiểu gì không? Hôm nay sẽ cho nó gọi là mỏi tay thôi. À đâu, giữ lại một quả để cho nó đây mà. Trò này hơi bị thâm đấy. Dám chôn mình suốt ngày à? Đấy. Phải thật cẩn thận, không là hỏng hết bánh kẹo. À từ từ, gọi điện cho nó trước. Alo, nó đây à? Xuống đây có trò hay lắm này. Có tiền, nhanh lên. Có tiền. Ok, nhanh lên nhá. Thank you.
nhá. Tiến đâu? Bây giờ chơi chọn này, lấy tiền. Ai đây 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 chọn. Lấy tiền nhưng mà phải giữ cho ta để tao lấy tiền nhé. Đi lên. Tiền lấy tiền. À, đặt nha. Tiền nặng đây. Đặt tiền đấy. Tiền đi nặng đây. Rồi, à, bao tiền một quả trứng ta chọn được mấy? Chúng mua áo gần 500.000. Đấy thì đầy mấy triệu đấy. Chúng đến tận chính ra chọn của mày mà. Em chưa đều. Ta chính ra chọn của mày mà. Con mày. Con mày là cái. Đấy, nói chung là mấy triệu đấy. Chân này tận chính ra chọn của mày thôi. Hả? Đây, đây, đây. Giữ tinh trái này. Đây, còn một quả nữa. Đây, 500.000 à. Đấy. À, à, từ từ. À, rồi, rồi. À, tạm biệt. Bắt đầu tay khỏe bắt đầu tay luôn chứ.